xin chào tất cả mọi người. Cũng lâu lắm rồi mọi người quay lại với các video của Solar Việt. Và hôm nay thì bên em sẽ giới thiệu về một cái dòng sản phẩm cũng đã về và nó đã xuất ra một số các khách hàng và đại lý đang dùng. Đó là một cái dòng sản phẩm mới về pin lưu trữ và gọi là một siêu phẩm đi, tại vì nó có nhiều cái ưu điểm đặc biệt hơn. Thì hôm nay bên em sẽ giới thiệu về cái dòng cao cấp 280mAh 14.3kWh của Hina. Thì như mọi người biết là Hina LS đây là các dòng 100mAh bản treo tường và bản gắn tủ. Bản này cũng là dòng cao cấp và dung lượng 100mAh. Thì nó sẽ cao cấp hơn các cái pin SVE với đặc điểm nổi bật đó là bảo hành 10 năm cho dung lượng, và sau 10 năm bảo hành cam kết là vẫn đảm bảo trên 70% cái dung lượng ban đầu. Đó, thì ngoài cái dòng 100 này thì em sẽ có các cái dòng của 280mAh ở đây, ông Ballet. Và dòng này là dòng cũng bảo hành 10 năm và nó có một đặc điểm nổi bật hơn, đó là 8.000 chu kỳ và cell dung lượng lớn hơn, đó là chỉ cần một cục thế này thôi là dung lượng nó đã gần bằng 3 cục này rồi. Đó là cái việc mà lắp đặt hoặc là nâng cấp dung lượng nó sẽ đơn giản hơn và dễ dàng hơn rất là nhiều. Thì hôm nay bên em sẽ khui một cái thùng này để cho mọi người chiêm ngưỡng ra. Hãng này họ đóng pallet này này, họ đóng pallet từng kiện nó kỹ như này. Thì khi mà vận chuyển thì cũng sẽ vận chuyển từng thùng như này. Thì khi mà nhận hàng ấy, để mà mở được cái thùng này ra thì chúng ta sẽ cần những cái búa để mở những cái bát giữ kẹp, sau đó nhấc nắp lên. Thì ở đây bên em đã có một thùng mở sẵn những cái hộp rồi, bên em sẽ khui ra để mọi người có thể tham khảo và chiêm ngưỡng. Đây phải dùng thêm cái trợ giúp rồi. Ok rồi, đó đây, cùng chiêm ngưỡng bóc hộp siêu phẩm. Ở đây thì khi mà khui hộp ra nó sẽ có cái xốp che mặt thế này. Đây cái này rất là to và dày. Cái này là giá treo, cái này là vừa là giá treo vừa là giá đứng đó. Giá bỏ đây trước đã đi. Rồi đây là chân dung. Wow, khá là bự đó. Đây là sách hướng dẫn sử dụng, sách hướng dẫn sử dụng ở trong một cái bọc riêng. Và ở đây là phụ kiện. Đây là một cặp cáp DC50 nha. Này dây EV này, dây dùng cho DC, dùng xe điện, dùng năng lượng mặt trời. Ok đó. Ở đây có thêm này, cái này là hai giá đỡ đứng. Rồi. Hai giá đỡ đứng ở trong cái shop này. Và bốn bên đều được bọc xốp ở trong cái thùng gỗ này, bốn bên vẫn được bọc xốp kỹ càng nha. Nên là mọi người sẽ an tâm khi vận chuyển. Rồi, ngoài ra thì cục pin đều được đóng gói bằng thêm bao ni lông bên trong, tránh sống chảy. Đây, ok. Wow, trắng. Rất là trắng trẻo, đẹp trai. Đây. Ở đây trên mặt trước thì sẽ có 6 cái đèn, 4 cái đèn báo dung lượng, một đèn alarm và một đèn run. Đó, nhấn nút nguồn sẽ bật lên. Này, em sẽ bật nguồn. Đó, đèn báo dung lượng, đèn alarm và đèn run. Cái này đang dung lượng khi nó chạy này, đèn báo dung lượng nó sẽ báo và đèn run nó sẽ chớp. Còn khi mà có những cái cảnh báo hay gì đó thì nó sẽ báo ở trên đèn alarm này. Và chúng ta sẽ cùng khám phá đến thông số kỹ thuật của pin. Này, Hina SS model là Power Gem LED. LED cái nghĩa là dung lượng cao á. Pin LFP Lithium battery nha, lithium phosphate battery. 51.2V, 280mAh, 14.3kWh.
điện áp sạc 56.5V, dòng sạc xả tối đa là 140A liên tục. À, tem thông số và các tiêu chuẩn chính chỉ đầy đủ ở đây. Và ở phía trên đây, quay lên phía trên của cục pin này. Cục pin này có thể gắn theo dạng như treo tường hoặc là đứng đều được. Phía trên là các cái cổng kết nối nguồn battery, và đây các cổng giao tiếp. Đây các cổng giao tiếp đặt nằm ngang thế này để làm gì? Nó sẽ hạn chế được các cái bụi cũng như là ẩm mà nó bám vào trên các cái cổng này. Đó là quanh ngang này nó sẽ an toàn hơn cho các mạch giao tiếp. Đó, rồi khi mà đấu nối xong thì dây luồn qua đây và đóng nắp này lại. Đó, rất là đẹp. Đó, đây. Cái mặt này là mặt này sẽ đóng lại, nó vào kít với nhau luôn. Rồi, và đặc biệt ở trên bộ pin này thì dùng là cell loại A 100%, cam kết là cell loại A với cái độ đồng đều cũng như là dung lượng và nội trở tốt nhất. Với cell này thì cho phép là 8.000 lần sạc xả. 8.000 lần sạc xả thì tính ra là khoảng 18-20 năm ở đó, và tháng sẽ bảo hành là 10 năm hoặc là 8.000 lần sạc xả vẫn còn đủ trên 70% dung lượng ban đầu. Thì đó là cam kết của Hina và cam kết của bên nhà cung cấp cell luôn. Thì do đó là pin này sẽ đánh đến các cái khách hàng họ sẽ cần cái sự ổn định, cần bảo hành dài và dung lượng lưu trữ lớn, cũng như là thẩm mỹ, mức độ thẩm mỹ rất là cao. Ở đây thì bây giờ bên em sẽ khui ra để cùng xem, khám phá bên trong cái bộ pin xem là có những cái gì đặc biệt, có những cái khác biệt gì. Rồi, tiến hành khui hàng. Rồi. Đây đã tháo ra và bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá nội thất bên trong của cục Hina 280mAh bản gem lớn, bản dung lượng lớn và cao cấp. Đây. Đây là hai cell pin và đây là pin mét. Đây, dây nối này. Dây nối rất là khổng lồ, dây to hơn cả ngón tay cái. Đó, các cái dây tín hiệu cho cái boy mạch giao tiếp này, và dây tín hiệu cell, cũng như là dưới này là cái mạch BMS. Mạch BMS này sẽ cho sạc xả tối đa là 200A, nhưng mà hiện tại là hãng sẽ đang cho set trên cái cục pin này là sạc xả liên tục 140A nha. 140A. Và ở đây là cực âm này. Đó, cực âm này chạy 4 sợi dây 16. Dây này là dây 6AWG nhá, cũng tương tự dây 16 đó. 4 sợi đi vào BMS và 4 sợi ra. Đó, để nó chia dòng ra đều và nó sẽ chịu dòng tốt hơn. Trên BMS này cũng là BMS thông minh. Như các cái dòng Hina, tương tự dòng Hina khác, thì BMS này sẽ có rất là nhiều tính năng đặc biệt. Đó là nó cho phép khi mà đóng vào inverter thì nó sẽ khởi động mềm cho inverter. Khởi động mềm đây là nó đóng vào nó không có báo quá dòng báo đỏ ở trên cục pin, mà nó sẽ nạp mềm vào. Và đồng thời nó sẽ giao tiếp sâu với inverter lắp vào để cho phép là sẽ xem thông số từ xa, cập nhật phần mềm từ xa, xử lý các cái lỗi ở trên cục pin này từ xa. Rồi xem chi tiết từng cục pin ở trong hệ song song. Đó, giả sử song song mình có 16 cục, mình sẽ xem được chi tiết từng cục như thế nào ở trong cái hệ song song 16 cục đó. Đó. Ở đây là hai khối cell này.
cell 280 mAh, cell loại A với cầu đấu và thiết kế đây. Đây ở đây hai bên được gia cố bằng hai cái bát nhôm này, bát nhôm vừa tản nhiệt rồi vừa là nó chịu lực rất là tốt. Và cái nẹp này, nẹp là chịu hai bên là nẹp inox này, rất là căng. Hàn ở trong này là hai khối hàn laser, và các cái điểm cầu bắt này đều là cầu đồng nha, bắt cầu ngang cầu đồng rất là dày, bản khoảng 2,5 cm, cầu dày và bản rộng, rất là chịu dòng cao. Đó, này là nhôm phay CNC, là này nhôm phay hoặc là đùn được cắt CNC rất là đẹp. Nó sẽ khác biệt so với những cái hàng theo dạng như là đóng, các bác tự đóng hoặc là gia công ở đây rất là nhiều, do đây là hàng nhà máy họ sản xuất, họ có những cái tiêu chuẩn kỹ thuật cao hơn, các cái chứng chỉ về an toàn, chứng chỉ vận chuyển sẽ tốt hơn rất là nhiều đó. Ngoài ra thì kết hợp với pin mét thông minh thì sẽ giúp quản lý các cái cục pin này tốt hơn, và cho tuổi thọ, khi mà quản lý được tốt thì nó sẽ kiểm soát được cái cell tốt hơn và tuổi thọ của bộ pin sẽ tăng lên. Tuổi thọ bộ pin nó sẽ quyết định bởi cái cell pin là cái tiên quyết, cell pin nó đầu tiên, rồi sau đó cái pin mét. Cell pin tốt và pin mét thông minh, pin mét kiểm soát tốt thì cái cục pin đó cái độ bền sẽ cao. Còn nếu giả sử như là cái cục pin đó một số bên nhập cell về hoặc là các cell lẻ đang bán thị trường Việt Nam thì hầu hết là cell B, thì bản thân cái cell nó đã là cell B và cái dung lượng cũng như là cái độ đồng đều của cell nó đã rất là kém, thì cái pin mét nó sẽ chỉ giải quyết được một phần thôi. Cái cell đã không tốt thì cái pin mét có tốt tới cái nào cũng sẽ không có thể mà đảm bảo cái tuổi thọ như 8000 chu kỳ giống như các cái cell loại A này. Cell loại A ở đây là hãng họ đã cam kết là 8000 chu kỳ ngay từ nhà máy họ xuất xưởng và họ cung cấp cho Hina. Do đó là cái cell là cell loại A và được bảo hành từ bên cung cấp. Bên Hina họ sẽ phát triển và đóng gói các sản phẩm này và phát triển pin mét để quản lý cũng như là đồng bộ với Lắc Power, giúp cho cái việc mà giám sát theo dõi và xử lý các vấn đề được tốt hơn và dễ dàng hơn rất là nhiều. Ở trên bộ pin này thì pin mét này sẽ cho phép là ghép nối tới song song tới 32 cục pin với nhau, và sẽ không cần phải chọn loại inverter, tại vì pin mét sẽ tự động nhận diện cái inverter được kết nối vào để đưa ra cái giao thức phù hợp. Một số loại thì khi mà kết nối inverter nào thì phải cần phải cắm máy tính để set cái loại inverter đó, hoặc là cần phải gạt cái dip switch để chọn cái loại inverter. Còn ở đây là pin mét của Hina là tự động nhận diện inverter từ tích ngược luôn. Ngoài ra thì pin mét này sẽ cho phép cái việc bảo vệ tốt hơn, có nghĩa là ngay cả khi mà cái phép nó đang bị hư, bị thường phép hư sẽ ngắn mạch, thì nó sẽ bảo vệ thêm một tầng nữa, là nó giúp cho cái việc khi ngay cả khi cái phép bị ngắn mạch thì nó cũng vẫn sẽ bảo vệ để cục pin nó sẽ không bị xả quá cạn hoặc là không bị hư hỏng do cái việc mà bị xả ra đó. Đây, sau khi khám phá máy và nội thất cục pin thì bây giờ chúng ta sẽ khám phá và em sẽ hướng dẫn cách sử dụng phụ kiện này. Ở đây thì trong đi kèm theo bộ pin thì bao gồm những phụ kiện nào. Thứ nhất là sách hướng dẫn sử dụng. Sách này thì nếu mà các bác mà làm lần đầu thì nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước để biết tham khảo thông tin về sản phẩm và các phụ kiện. Trên này sẽ có các bảng phụ kiện nha. Đây, battery module vào Zemlet này. Đó, một cục pin này. Cable dương này, positive này, cáp 50, chiều dài 1.5, một sợi, cáp âm 50, một sợi, đây, hai sợi cáp đây. Rồi, dây nối mát, cáp 4 là cáp giao tiếp đã, cáp giao tiếp 1.5. Đây, cáp giao tiếp 1.5 màu nâu đây. Rồi,
cáp nối tiếp địa. Đây, cáp nối tiếp địa này, 1 mét rưỡi nha. Rồi. Giá treo. Giá treo bự, đây, giá treo bự một cái nha. Thì khi mà các bác nhận thì kiểm tra xem phụ kiện đã đủ chưa. Nếu mà chưa đủ thì báo ngay lập tức cho bên phân phối hoặc là bên đại lý để check lại với bên nhà máy và sẽ kiểm tra lại cho các bác. Rồi. Giá treo 2. Giá treo 2 raw food là đây, hai cục chân chân đứng. Rồi. Cái giá treo 3 là hai cái miếng giữ bắt treo. Đây, hai miếng giữ đây. Hai miếng giữ bắt treo. Rồi, ốc là 4 con ốc loại M6 16. Đây, đây. Bịch phụ kiện ốc đây. Đó. 4 con ốc bịch đây, còn ốc lục giác 6 con M6 16. Rồi. Có 6 cái ốc nở. Rồi, một cuốn sách hướng dẫn sử dụng, một manual và một quan ti cạc ở trong này luôn. Đây, trong con này có quan ti cạc nha, chúc bảo hành. Vậy là đủ theo cái checklist. Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn là bắt treo cục Hina này. Thì cục pin này đấy sẽ cho phép chúng ta sử dụng hai trạng thái, một là trạng thái treo và hai là trạng thái đặt đứng. Nếu như mà đặt đứng thì chúng ta sẽ sử dụng những gì? Đặt đứng thì chúng ta sẽ sử dụng hai cái chân này, hai chân đứng này gắn ở dưới này. Đây. Hai chân đứng gắn dưới này. Và bắt cái ốc giữ. Đây. Ốc chìm. Ở trong này phụ kiện đây. Đây ốc, tất cả ốc inox nha. Dùng trong bộ phụ kiện có 4 ốc chìm để gá vào đây rồi. Đó, 1 2 3 4, 4 ốc chìm thì sẽ thành cái chân đứng. Và tuy là chân đứng nhưng mà chúng ta sẽ vẫn gắn thêm cái phụ kiện treo này nha. Gắn thêm phụ kiện này để làm gì? Phụ kiện này gắn ở đâu? Đây. Sẽ hướng dẫn mọi người về phụ kiện này nha. Chúng ta sẽ lật cục pin đứng lên như thế này. Lật cục pin đứng như thế này và chúng ta sẽ nhìn thấy hai cái vị trí để bắt cái giá treo. Đây, hai vị trí bắt giá treo. À đây. Cái giá của chúng ta sẽ bắt như này nè, để nó thành cái móc. Móc để khi mà đặt cục pin xuống thì nó sẽ móc vào trong cái giá treo ở phía bên kia. Và chúng ta sẽ siết cái ốc lục giác này. Đó, siết ốc lục giác này vào. Đây là chúng ta sẽ cần 4 con ốc lục giác để gá hai cái móc treo này, hai bên này. Rồi, và sau đó là đặt vào cái giá đứng kia. Hoặc là chúng ta bắt ở dạng treo tường. Cả dạng đứng này, dạng treo thì chúng ta đều phải gá này nha. Rồi. Đây là các cái vít nở. Vít nở này là ốc 10 nha. Chúng ta cần cái mũi khoan lỗ 10 và khoan bắt. Sau đó là siết khóa. Cái này xịn quá. Này, nở rất là xịn nha, nở khác với nở Việt Nam nha. Nở này là ốc dài để chúng ta lại bắt vào đây. Sau khi mà đóng vít nở vào trong tường và rút cái nở ra thì chúng ta sẽ gá vào đây và siết chặt lại. Thì nó sẽ giữ tại 6 cái điểm treo này. Đó. Còn khi mà gắn tường để mà chắc chắn thì chúng ta cũng có thể là gá khoảng 2 con để giữ cho cái chân nó khỏi bị nghiêng lật thì vẫn có thể là khoan sát tường và bắt cái giá treo này vào. Còn là vừa sử dụng chân đứng vừa sử dụng cái ốc bắt để giữ cố định cái cục pin này, tại vì khối lượng nó khá là nặng. Đó. Như vậy là ở đây hãng đã cung cấp đầy đủ các cái phụ kiện, thì chúng ta chỉ cần thêm những cái dụng cụ như là khoan vít, rồi dụng cụ lục giác để bắt treo và đấu nối những cái cáp nguồn này và các cái cáp giao tiếp với inverter là sẽ hoàn thành những việc lắp đặt cho cái cục pin Hina này. Nên như vậy là em vừa giới thiệu và cũng như là khui sâu cho các bác xem nội thất ở bên trong của dòng Hina 280mAh này. Thì đây là phân khúc cao cấp và đáp ứng được rất nhiều
cho những cái phân khúc hộ gia đình mà cần cái sự ổn định cao, cần bảo hành dài và cần dung lượng lưu trữ lớn. Đó. Thì ngoài ra bên em có những cái dòng 100 mAh bản treo tủ, bản nấm tủ và treo tường của Hina nữa, đáp ứng được tất cả các nhu cầu và tương thích với nhiều loại inverter, không chỉ riêng lắp power. Thì các bác nào mà đang có nhu cầu lắp đặt cũng như là phân phối hay là sử dụng pin này, hoặc là cần tư vấn thêm về cái dòng này thì cứ liên hệ bên em sẽ hỗ trợ và có những cái sản phẩm demo để cho các bác có thể tham khảo và theo dõi ở các đại lý cũng như là tại các showroom bên em. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo.